Chào mừng quý vị đến với chương trình Điểm tin giá vàng hôm nay, ngày 29 tháng 7 trên kênh thông tin Invest TV. Giá vàng thế giới hôm nay tính đến đầu giờ sáng theo giờ Việt Nam đang giao dịch quanh ngưỡng 1.809 đô la Mỹ trên một ounce, tăng 10 đô la Mỹ so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua. Kết quả cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được công bố vào chiều muộn ngày 28 tháng 7 theo giờ Mỹ. Giới đầu tư sẽ tìm kiếm những dấu hiệu về thời điểm ngân hàng trung ương sẽ bắt đầu giảm các biện pháp hỗ trợ tiền tệ. Điều này buộc thị trường phải theo sát những bình luận về việc giảm dần quy mô chương trình mua tài sản. Đây là yếu tố sẽ quyết định giá vàng sẽ phục hồi hay bị bán tháo. Theo các nhà phân tích hàng hóa tại một ngân hàng của Đức, Trung Quốc chứng kiến nhu cầu mua vàng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2021. Con số này nhiều hơn 9 tấn so với tháng 5 năm 2021 và là mức cao thứ hai kể từ tháng 12 năm 2019. Còn tại thị trường trong nước, giá vàng hôm nay tiếp tục có dấu hiệu tăng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Cụ thể giá vàng tại các khu vực đang được niêm yết ở mức như sau. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin giá vàng hôm nay trên kênh thông tin Invest TV. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề tài chính, đầu tư hay thông tin thị trường có thể liên hệ theo số hotline chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ mail banbiên tập a@invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.